chào mừng các vị đại biểu khách quý, các bậc cao niên, các cụ công, các bà cô dì chú bác cùng toàn thể quý vị thân khách đã về tham dự đại lễ thành hôn của chú rể Quốc Anh và cô dâu Ngọc Ánh tại trung tâm tổ chức tiệc cưới Tân Thủy ngày hôm nay, và xin gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng đôi mắt xinh đẹp của quý vị về phía thảm hoa hạnh phúc và về phía cổng hoa hạnh phúc, chào đón hai gương mặt đẹp nhất trong ngày hôm nay, đó chính là chú rể Quốc Anh và cô dâu Ngọc Ánh. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón hai vị bà con dâu và chú rể. Hai người đang nắm tay nhau đi trên con đường hạnh phúc, các đường hoa thật tuyệt vời để chào đón họ. Kính thưa quý vị thân mến, và nhớ những chiếc nắm tay thật chặt với những bông hoa thật xinh tươi để chào đón hai gương mặt đẹp nhất và dạng người nhất, hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay, đó chính là chú rể Quốc Anh và cô dâu Ngọc Ánh. Kính thưa quý vị thân mến, và sinh con ra anh cũng mong con khôn lớn, và ngay sau đây chúng tôi xin được chào đón phụ thân phụ mẫu của chú rể và phụ thân phụ mẫu của cô dâu sẽ cùng trở về sân khấu trong ngày vui trọng đại của hai con. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật nhiệt để chào đón thiêng liêng của phụ thân phụ mẫu cô dâu. Và đặc biệt đó chính là hai bạn trẻ, hai tâm hồn đồng điệu ngày hôm nay cũng đã về đây để chung vui. Chúng tôi xin được giới thiệu tất cả quý vị, đó chính là chú rể Quốc Anh và cô dâu Ngọc Ánh. Với ban tổ chức, chúng tôi xin được cúi chào tới tất cả quý vị. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Kính thưa quý vị thân mến, và tình yêu là một món quà vô cùng tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Để dẫu đi qua vạn người vẫn không nỡ rời xa nhau, bạn đến vì người đó được sinh ra và bạn chờ đợi vì người đó chắc chắn không lỗi hẹn. Kính thưa quý vị thân mến, và chú rể Quốc Anh và cô dâu Ngọc Ánh cũng đã trải qua một quá trình đi từ tình bạn đến tình yêu, và tình yêu ấy ngày hôm nay cũng đã được chín mùi. Hai bạn cũng đã về báo cáo với mẹ cha hai bên gia đình và hai bên dòng tộc để chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đại lễ thành hôn cho hai bạn. Và ngày hôm nay là ngày đẹp, tháng đẹp và năm đẹp để chúng tôi tổ chức đại lễ thành hôn cho cô dâu và chú rể. Về tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các bậc cao niên, các cụ, các ông, các bà đại diện cho các viên họ nhà trai. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các bậc cao niên, các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác đại diện cho các viên họ nhà gái cùng toàn thể quý vị quan khách đã về tham dự và chúc mừng cho đại lễ thành hôn. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị trong đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Thân mến, và ngay sau đây để mở đầu chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Quốc Ân là bố của chú rể đại diện cho hai bên gia đình có đôi lời phát biểu tới toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa toàn thể các cô, các ông, các bà, cô dì chú bác, các anh, các chị, anh em, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp, hai con chúng tôi sau một thời gian tìm hiểu được sự nhất trí của hai bên gia đình, cơ quan đoàn thể và cấp ủy chính quyền địa phương nơi cư trú, hôm nay hai gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai con Quốc Anh và Ngọc Ánh. Sự hiện diện của tất cả các quý vị trong buổi hôn lễ ngày hôm nay là niềm vinh dự lớn đối với hai gia đình chúng tôi và hai con chúng tôi.
thay mặt cho hai bên gia đình, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới tất cả các quý vị. Chúc các quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tràn đầy hạnh phúc trong buổi tiệc ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn lời phát biểu của ông Nguyễn Quốc Ân, là bố của chú rể đã đại diện cho hai bên gia đình, đã có lời phát biểu cảm ơn tới toàn thể quý vị. Và kính thưa quý vị thân mến, đối với các nghi thức của một đám cưới theo dân tộc Việt Nam thì hai gia đình của chúng tôi cũng đã tiến hành và tổ chức đại lễ thành hôn ngày hôm nay được tiệc trang trọng diễn ra tại trung tâm tổ chức tiệc cưới Tân Thủy. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng về phía sân khấu để cùng chứng kiến một nghi thức vô cùng quan trọng, đó chính là cô dâu và chú rể sẽ trao nhẫn. Vâng ạ, xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng bước lên một bước và hai bạn sẽ cùng trao cho nhau cặp nhẫn cưới. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và nhẫn cưới anh trao ước hẹn lòng, tin yêu nên một trái tim hồng, kín vòng tiên địa cung trời đất, chọn giấc phu thê bậc vợ chồng, hai người vợ và chồng rất đơn giản, nhưng phải tu bao nhiêu kiếp hai bạn mới được về bên nhau, ở bên nhau, chăm sóc cho nhau và cùng vui vẻ hạnh phúc gia đình. Xin quý vị hãy dành cho con dâu và chú rể một tràng pháo tay thật ngạc nhiên để chúc mừng. Chung đôi của hai bạn hôm nay không thể không gửi đến sự hiện diện của toàn thể quý vị cũng như các bậc cao niên của dòng tộc đã về tham dự và chúc mừng. Và ngay lúc này đây, chúng tôi rất mong muốn một món quà gửi đến quý vị để trao cho cô dâu và chú rể. Vâng, và ngay sau đây, một món quà đầu tiên mà ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu, đó chính là bố mẹ chú rể sẽ trao quà kỷ niệm cho hai con. Kính thưa quý vị thân mến, và đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con. Kính thưa quý vị thân mến, và con cái trưởng thành, đó chính là món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban tặng cho những người được vinh dự gọi là cha là mẹ. Và ngay sau đây xin mời cha mẹ sẽ cùng bước lên để trao cho hai con. Thân mến, và trí tuệ có chỉ dạy rằng trái tim của người mẹ là trường học lớn nhất của con, và người cha chính là người thầy vĩ đại của con. Và ngày hôm nay con cái trưởng thành, đó chính là thứ bánh ngon trái ngọt tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho những người vinh dự được gọi là cha là mẹ. Xin quý vị hãy dành cho đại gia đình một tràng pháo tay thật ngạc nhiên để chúc mừng. Và con người thì có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Đó chính là đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam mà các cụ đã để lại. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông bà nội sẽ trở về sân khấu để trao quà yêu thương cho hai cháu. Xin được trân trọng kính mời ông bà nội ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và có tổ tiên, có ông bà, có cha mẹ mới có mình. Và ngày hôm nay thì mình đã về với ta để xây dựng hạnh phúc, thì không thể khen được công ơn sinh thành của bố mẹ và công ơn dưỡng dục của ông bà nội, ông bà ngoại. Và hôm nay thì các cháu có một gia đình riêng, ông bà cũng cho các cháu một tí vốn để sinh sống ạ. Và xin toàn thể quý vị hãy dành cho đại gia đình một tràng pháo tay thật lớn ạ. Thưa quý vị, xin được trân trọng cảm ơn ông bà. Vâng, và sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà yêu thương đến từ ông bà ngoại. Vâng ạ, xin mời ông bà ngoại cũng sẽ trở về sân khấu để trao quà cho hai cháu. Xin trân trọng kính mời. Vâng ạ, xin mời bà ngoại sẽ trở về sân khấu. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và ngày xưa bà sinh ra mẹ để mẹ sinh ra anh, để bây giờ có anh dành cho em. Đó là sự kết nối vô cùng yêu thương, vô cùng linh thiêng của hai từ gia đình và đại gia đình. Thay mặt cho hai cháu xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều những món quà vô cùng yêu thương của bà ngoại. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật ngạc nhiên để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể. Và xin trân trọng cảm ơn bà ngoại. Và tiếp theo ngay sau đây chúng tôi xin được mời những món quà yêu thương
đến từ các bác, cô, chú, thím ở bên đằng nội ạ. Xin được trân trọng kính mời các bác, các cô, các thím và các chú ở bên đằng nội sẽ có món quà yêu thương để trao cho hai cháu. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, yêu thương để được yêu thương và lan tỏa yêu thương, đó là điều vô cùng tuyệt vời của tình người, của tình cảm gia đình, của tình cảm dòng tộc mà ngày hôm nay cô dâu và chú rể vinh dự được đón nhận. Thay mặt cho cô dâu và chú rể, xin được trân trọng cảm ơn các bác, các cô, các chú, các thím bên đàn đội với sự quan tâm, với sự yêu thương, với sự vun vén vô cùng tuyệt vời dành cho hai cháu Quốc Anh và Ngọc Ánh. Vâng, và ngay sau đây chúng tôi xin được mời những món quà yêu thương tiếp theo của các con, các mợ, các chú, các dì bên đằng ngoài cũng sẽ món quà yêu thương để trao cho hai cháu với lời chúc chúc các cháu trăm năm hạnh phúc. Vâng, và thay mặt cho hai cháu xin được trân trọng cảm ơn các con, các mợ, các chú, các dì bên đằng ngoài với sự quan tâm, yêu thương, vui vẻ với những món quà vô cùng tuyệt vời dành tặng cho hai cháu nhân ngày hạnh phúc trăm năm. Xin được trân trọng cảm ơn ạ. Vâng, và cùng với đó chúng tôi rất mong muốn một tràng pháo tay thật lớn yêu thương từ phía tập thể quý vị nữa các bạn. Vâng, trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều và xin được trân trọng cảm ơn các cô, các mợ, các chú, các dì bên đằng ngoài. Và ngay sau đây, nơi quý vị đang ngồi đó chính là trung tâm tổ chức sự kiện Tân Thủy. Chúng tôi xin được mời giám đốc trung tâm tổ chức sự kiện Tân Thủy sẽ có món quà yêu thương để trao cho cô dâu và chú rể. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Tiến. Thưa quý vị, hãy dành một tràng pháo tay thật ngân liệt để chúc mừng cho cô dâu và chú rể ạ. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị, trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Tiến. Chúc mừng cho đại gia đình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cũng như là bố mẹ của cô dâu, bố mẹ của chú rể sẽ cùng chứng kiến một nghi thức tiếp theo cho ngày lễ thành hôn, đó chính là nghi thức cắt bánh. Và chúng tôi xin được mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng tiến về phía thắp bánh ạ. Và xin mời các bạn sẽ cùng thực hiện lát cắt đầu tiên. Lát cắt đầu tiên đó chính là cảm ơn cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục để ngày hôm nay các bạn đã trưởng thành. Lát cắt thứ hai xin được trân trọng cảm ơn ông bà nội ngoại của bốn họ hai bên gia đình, trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị đã về tham dự và vun vén hạnh phúc cho hai bạn. Và lát cắt thứ ba đó chính là chúc cho tình nghĩa vợ chồng trăm năm bền chặt, thủy chung trọn vẹn. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho cô dâu và chú rể ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay sau đây chúng ta xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến về phía thác rượu để cùng vui rượu xung quanh. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và những dòng rượu đỏ đang chảy như hạnh phúc tuôn trào. Và kể từ ngày hôm nay, chú rể Quốc Anh và cô dâu Ngọc Ánh sẽ cùng nhau vun đắp cho hạnh phúc gia đình, để dòng suối ngọt ngào của yêu thương, của trách nhiệm, của những thành viên trong gia đình sẽ được chảy mãi để có một hạnh phúc trọn vẹn, hạnh phúc trọn đời bên nhau với những đàn em thơ thật là yêu thương. Đang chảy cũng như những chiếc bánh ngọt ngào, và chúng tôi cũng rất mong muốn cô dâu và chú rể sẽ cùng nắm chặt tay nhau và cùng ước nguyện tới hạnh phúc viên mãn và tràn đầy. Vâng, và thưa quý vị, một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Và hãy
mẹ vợ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay đây đó là ngày hạnh phúc tràn đầy của hai bên gia đình. Vâng, và xin được mời cô dâu chú rể sẽ đứng vào giữa để thực hiện nghi thức giao hôn. Và xin mời hai bên gia đình sẽ cùng tiến lại để cùng đi được không ạ? Vâng ạ, chúng ta xin được hỏi quý vị đã sẵn sàng chưa? Lớn lên được không ạ? Quý vị sẵn sàng chưa? 1, 2, 3 Vâng ạ, xin mời hai bên gia đình sẽ tiến vào cùng đi ạ. Vâng, chúng tôi quý vị thân mến, và kể từ ngày hôm nay, hai gia đình chúng tôi đã trồng một cây chung của tình yêu thương và niềm ước nguyện tràn đầy. Nhà trai sẽ có được dâu hiền và nhà gái có được rể thảo. Và trong ngày hạnh phúc trăm năm của cô dâu và chú rể ngày hôm nay, gia đình chúng ta cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới sự hiện diện của toàn thể các bậc cao niên, các cụ, các ông, các bà của bốn họ hai bên gia đình cùng toàn thể quý vị, quý khách đã về tham dự và chung vui. Xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được mời các ông, các bà cũng sẽ trở về phía biên giới để cùng nâng ly và cảm ơn tới sự hiện diện của toàn thể quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và thay mặt gia đình, chúng tôi xin được kính chúc quý vị có một bữa tiệc vui vẻ và ngon miệng. Chúc cho con dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Và kính thưa quý vị thân mến, đồng hành với hạnh phúc trăm năm cho con dâu và chú rể, cũng như là cảm ơn tới sự hiện diện của toàn thể quý vị đã về tham dự chương trình ngày hôm nay, thì ngay sau đây chúng tôi xin được mời nữ ca sĩ Thủy Dung sẽ trở về sân khấu dành những món quà âm nhạc yêu thương để trân trọng kính mời toàn thể quý vị vừa thưởng tiền và thưởng thức những tiết mục và văn nghệ đặc biệt. Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Cảm ơn để liên tục chương trình. Sau đây Thủy Dung xin gửi tới toàn thể quý vị một ca khúc đẹp mang tên Sợ Nhớ Sợ Thương Chúng Ta Cùng Lắm. Trường sơn đông, trường sơn tây, bên nàng đô.